Xin chào các bạn, mình là Yuta Vinh ở Mỹ. Và sau đây mình xin làm video clip hướng dẫn các bạn đặt IV catheter, tức là đường truyền tĩnh mạch. Thông thường thì trong bệnh viện mình thường đặt đường truyền tĩnh mạch IV catheter cho bệnh nhân ở tư thế nằm và ngồi. Thì ở hai tư thế này thì phần trên của bệnh nhân nó cao hơn phần dưới để cho máu nó dồn xuống cánh tay. Nha các bạn, mình có thể đặt ở cánh tay hay là ở mu bàn tay. Sau khi mình cột cái tourniquet, tức là garo rồi đó, thì mình sẽ dỗ cho cái ngay chỗ cái tĩnh mạch đó nó hiện rõ lên. Khi mà mình dỗ thì cái smooth muscle nó sẽ co lại, tức là cái cơ trơn nó sẽ co lại, nó làm cho cái tĩnh mạch hiện rõ lên để mình dễ dàng đâm kim vô. Sau khi thấy được tĩnh mạch rồi thì mình lấy cồn mình thoa để sát trùng nha mấy bạn, rồi mình mới bắt đầu mình đâm kim. Thì cái cấu tạo của cây kim này đó, nó có hai phần. Cái phần bằng sắt cứng đó nó sẽ lồi ra nhiều hơn cái phần nhựa một chút xíu. Thì cái phần do đó mình phải đâm vô cái tĩnh mạch đó từ 2 tới 5 mm đó, thì máu nó mới ra được. Thì cái phần nhựa này nó chính là cái phần để dẫn máu. Để mình quay cận cảnh về cái đầu kim cho các bạn coi, thì cái đầu kim này cấu tạo bởi một cái đầu kim loại ở bên trong cái đầu kim, cái bao nhựa, đầu kim nhựa ở bên ngoài. Thì cái đầu kim loại này nó dài hơn cái đầu kim nhựa một chút xíu. Thì khi mình đâm vô đó thì cái máu nó sẽ theo cái đầu kim loại này nó phục ra ngoài. Do đó đó mình phải đâm vô thêm chút xíu nữa cho nó cái đầu nhựa nó vô hoàn toàn trong tĩnh mạch thì mình mới rút cái đầu kim loại ra nha mấy bạn. Mà khi đâm đó thì mình nên để cái đầu giác của đầu mở giác của cây kim hướng lên trời. Cái đó tại vì sao, mình thử cho các bạn coi. Khi mà cái đầu giác của cây kim nó hướng xuống đất á, mình cà lên cái mặt giấy nè, không chày một chút nào cả, không hề chày chút nào cả nha các bạn. Cái đầu này nó rất là tà, nó không có bén, không. Do đó đó mình đâm kim vô đó thì mình phải hướng cái đầu giác lên trên. Rồi để mình mô tả từng bước cho các bạn coi, thì bước thứ nhất thì mình sẽ đâm kim hướng cái đầu giác lên trên. Mình đâm kim xuyên qua da và vô trong tĩnh mạch. Thì vô trong tĩnh mạch rồi đó, mình không có đâm nữa nha mấy bạn. Nếu mà mình đâm nữa, nó sẽ xuyên qua cái thành bên dưới của tĩnh mạch và nó gây cái tĩnh mạch nó sẽ bị bể. Do đó nhiều khi mình nhiều người làm không có nắm được cái kỹ thuật này đó, thì cái tĩnh mạch nó sẽ bị bể, nó gây lên những cái vết bầm, không có lấy đường truyền được mà gây vết bầm. Do đó để tránh cái trường hợp này đó, khi mình đâm kim vô và thấy máu nó vọt ra từ tĩnh mạch rồi đó, thì mình sẽ ngóc đầu cây kim lên một chút xíu. Thì lúc ngóc đầu cây kim sẽ làm cho cái tĩnh mạch nó cong lên. Cong lên thì mình tiến cây kim vô thêm chừng 2-3mm nữa, nó sẽ không đụng cái thành bên kia của tĩnh mạch mà nó làm bể cái thành dưới của tĩnh mạch. Lúc đó thì phần kim nhựa và kim loại nó đã nằm hoàn toàn trong tĩnh mạch rồi, mình chỉ việc rút phần kim loại ra. Cái phần kim nhựa nó sẽ còn nằm trong tĩnh mạch và giúp truyền thuốc vô trong cho tĩnh mạch. Trong trường hợp mà mình đâm hụt thì sao? Đâm hụt đó thì không có xí đâm lại, thì xí đâm lại, nhưng mà mình không có để kim vậy mà quậy nha bạn. Để kim vậy mà quậy đó thì là nó sẽ xé tất cả những cái mô trong của bệnh nhân mà gây bệnh nhân rất là đau. Mình sẽ rút ra trở lại, rút ra trở lại cho gần tới da rồi mình đâm vô trở lại. Thì cái đầu kim này nó bén, nó bén thì mình đâm vô nó không có đau bằng mình để nguyên cây kim ở chỏng mà mình quậy thì rất là đau. Nhớ nha các bạn, không có để kim trong đó mà quậy. Mình muốn tìm lại tĩnh mạch, mình rút ra tới gần da rồi đâm vô lần thứ hai. Sau đây mình sẽ thí dụ cho các bạn ba loại tĩnh mạch được ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới. Cái loại tĩnh mạch thứ nhất đó là có thể thấy và có thể cảm giác. Thấy là mình thấy được những cái đường màu xanh của tĩnh mạch. Mình cảm giác là khi mà mình nhấn xuống đó, mình cảm thấy được là giống như mình nhấn vô trong cái ống vậy không? Đó, nhấn xuống nó khác cái phần da kế bên.
cái phần da cái bên mình nhấn mình thấy cái đàn hồi nó cứng hơn là cái chỗ da nó có tĩnh mạch, thì cái đàn hồi nó không có cứng bằng, mình nhấn mình thấy nó xốp hơn. Không, các bạn cứ tập nhấn đi nhấn lại, nhấn đi nhấn chỗ không có tĩnh mạch, nhấn chỗ có tĩnh mạch, các bạn sẽ cảm thấy. Cái kế đến cái tĩnh mạch thứ hai đó là mình không thấy được nhưng mà mình có thể cảm giác được, thì cái này chỉ dành cho cái tĩnh mạch lớn ở cánh tay thôi. Giờ đối với những nhất nhất là những người bị béo phì đó, mình không có thấy được mà mình cảm giác được. Rồi cái tĩnh mạch, rồi nếu mà hai loại trên không kiếm được đó thì mình sẽ kiếm cái loại cuối cùng, tức là những cái tĩnh mạch nhỏ mình có thể thấy nhưng mà mình không cảm giác được tại vì nó nhỏ quá. Thì những cái tĩnh mạch nó nằm ở cổ tay hay là nằm ở ngay chỗ mu bàn tay chẳng hạn đó, những cái tĩnh mạch này nó rất rất là nhỏ, thì nó khó đâm hơn. Mình sẽ sử dụng kim 20 24, cái loại kim nhỏ hơn cho cái loại tĩnh mạch nhỏ. Không, nhắc lại, có thể thấy và có thể cảm giác, không thấy được nhưng mà có thể cảm giác được, và cái cuối cùng cảm giác thấy được nhưng mà không có cảm giác được. Thì cái này cũng tùy theo người da dày da mỏng, người béo phì hay người ốm nữa các bạn. Thì đối với những cái mà mình có thể, những cái tĩnh mạch mà mình có thể cảm giác được mà không thấy được đó, nhiều khi mình chùi đó thì nó sẽ bị mất dấu đi, không? Cho nên mình sẽ lấy cái đầu bảo vệ cây kim, mình đánh dấu nó một cái. Sau khi đánh dấu trên da như vậy rồi đó, thì mình có chùi bằng ancol, thì nó cũng không có bị ba dấu. Cái điểm lưu ý kế đó là mình cần lưu ý cái hướng đi của tĩnh mạch nha mấy bạn. Đó, có khi đó cái tĩnh mạch nó đi xéo, có khi nó đi thẳng, thì mình phải đâm cây kim nó theo cái chiều của cái tĩnh mạch xéo hay thẳng. Không, ngoài cái việc đâm cây kim đó thì mình vẫn phải đoán được cái tĩnh mạch nó đi tới đâu trước khi nó quẹo hay trước khi nó chìm xuống, để cái ống truyền nó nằm hoàn toàn ở trong cái tĩnh mạch. Thì mình phải cảm giác cho tới khi nào không thấy tĩnh mạch nữa mà cái độ dài nó đủ cho cái cây cây kim truyền thì mình mới sử dụng cái chỗ đó. Đối với những cái tĩnh mạch mà nó không được thẳng đó bạn, nó cong cong quẹo quẹo đó, thì trước khi mình đâm cây kim vô thì mình phải giữ giữ banh nó ra để cho nó thẳng cái tĩnh mạch lại. Lấy tĩnh mạch ở nung mu bàn tay đó thì nó dễ hơn, nhưng mà mu bàn tay nó có rất nhiều xương và dây thần kinh, cho đó nó sẽ đau hơn là cánh tay. Khi mà mình lấy tĩnh mạch ở mu bàn tay đó, mình cột dây garo tourniquet ở trên cổ tay một chút xíu, xong rồi mình sẽ giữ bàn tay của bệnh nhân nha mấy bạn, rồi mình chúi cái cổ tay xuống chút xíu cho cái tĩnh mạch nó nổi lên hết để mình dễ thấy. Sau đây là màn đâm kim lấy đường truyền tĩnh mạch trên người nọ. Sau khi mình đâm kim vô thấy máu phọt ra thì mình hạ cái đuôi kim xuống, tiến vô thêm 1-2 mm nữa, xong rồi đẩy cái phần nhựa vô hẳn trong tĩnh mạch, rồi lấy tay kia chặn lại không cho máu phọt ra nữa, rút kim ra. Mình trở lại với người thầy nhé các bạn, đâm kim vô thấy máu chảy ra rồi, mình tiến vô thêm 1-2 mm nữa, sau đó mình hạ cái đuôi kim xuống chút xíu. Hạ đuôi kim xuống chút xíu, mình dẫn tiến vô thêm chút xíu theo chiều tĩnh mạch, rồi mình đẩy hoàn toàn cái phần nhựa vô trong tĩnh mạch hết nha mấy bạn. Lấy tay còn lại bóp tĩnh mạch để ngăn máu không cho nó chảy ra nữa. Rồi mình lấy đồ hướng máu. Đó, các bạn thấy máu nó phọt ra mình chặn lại, chặn tĩnh mạch là máu nó ngưng lại liền. Sau đó mình gắn ống bơm saline ha. Bấm ống bơm nước truyền dịch đó, bơm vô rồi mình rút ra chút xíu, thấy máu nó phọt ra đàng hoàng. Máu phọt ra đàng hoàng như vậy là chứng tỏ cái ống đặt đường truyền tĩnh mạch của mình nó thành công rồi nha mấy bạn. Đó, thành công mỹ mãn. Rồi sau đây là mình xin kết thúc video. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Mấy bạn có yêu cầu gì hay có nhắn nhủ gì xin comment ở bên dưới, mình sẽ làm những video theo yêu cầu cho các bạn.